Trân trọng giới thiệu quý khán giả, đây là ngã năm xã Thụ Tiền cổ xưa. Đây, chỗ này là khu vực chân cầu Đống Năm, bây giờ nó là ngã tư thôi. Hôm trước này đây là ngã năm, tức là cái khu vực chỗ này là chợ đây, cái khu vực này là chính là chợ ngã năm này, đó của xã Thụ Tiền, sau gọi là đổi xã Thụ Tiền. Còn bây giờ là đây, trước mặt tôi là chùa Kim Sa, gọi là Kim Sa Tự của xã Thụ Tiền cổ xưa, sau đổi thành xã Thụ Điền, và bây giờ là xã Đông Động. Bây giờ tôi sẽ cùng vào trong chùa. Hôm nay là ngày dỗ của Đức Tổ Sư của chùa Kim Sa. Hôm nay là nhà chùa tổ chức lễ dỗ tổ của chùa Tổ Sư nhé. Thì bây giờ là hiện nay là tôi đang có mặt ở cổng chùa, tôi sẽ vào. Rồi, xin chào. Nhà chùa, ôi dồi, còn thế. Bây giờ các bạn ạ, đây là đại hồng chung của họ nhà tôi này, của chùa. Ôi dồi, khai thả, nó bảo đang ngồi đây rồi. Đây, con cháu phụ qua. Ôi dồi, ai đây là Phật, chào các già, các bạn. Đấy, ai đây là Phật. Vâng, này là chùa dỗ tổ ạ, vâng. Đây, chùa dỗ tổ ạ, vâng. Đây, các bạn. Vâng, ai là Phật. Ôi dồi, các bạn đang giúp đoán hai thứ này. Oh,
tiếp